ban tổ chức lễ tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 lần thứ 45 toàn thế giới. Thông báo số 2 về lễ tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 lần thứ 45. Ngày và giờ tổ chức đồng loạt cùng một lúc trên toàn thế giới. Thứ năm 30 tháng 4 năm 2020, giờ Cali là 4 giờ chiều. Giờ Texas là 6 giờ chiều, New York là 7 giờ chiều, sáng hôm sau ở Úc, Melbourne là 9 giờ sáng, Âu Châu 1 giờ sáng, Việt Nam, Á Châu lúc 6 giờ sáng. Chương trình sẽ kéo dài trong vòng 1 giờ và được livestream trực tiếp trên các kênh mạng, xã hội, truyền hình và truyền thanh tại địa phương tại nhiều nơi trên thế giới. Xin lưu ý, 30 phút trước giờ khai mạc sẽ có chương trình đặc biệt Tháng Tư Đen do đài Lido Sài Gòn TV phụ trách. Cách thức tham dự trực tiếp, quý vị lãnh đạo tôn giáo Cộng đồng đoàn thể tổ chức có thể ghi danh tham dự trực tiếp tại Zoom. Xin bấm vào đây. HTTPS Double Flash Form.GLE Flash N8W8U8H8 nếu không ghi danh trước sẽ không thể tham dự qua zoom được chỉ có quý vị lãnh đạo cộng đồng tổ chức mới được mời sau khi ghi danh quý cơ quan truyền thông có thể hợp tác giúp ban tổ chức truyền đi trực tiếp xe chương trình live buổi lễ xin liên lạc với ban tổ chức hay bấm vào đây https double flash form dot gle flash a k a d f j j a a B -A q k v u a z seven đồng hương trong và ngoài nước có thể theo dõi trực tiếp buổi lễ xin vào các hệ thống truyền thông dưới đây danh sách này sẽ được cập nhật mỗi ngày trên website của ban tổ chức ở địa chỉ www dot qs2020.org. Thứ nhất, YouTube channel QS2020, Lido Sài Gòn TV Official, Việt Fast TV, Việt TV24, VNA TV, Facebook page QS2020, TV Live, VNA TV, truyền hình LSTV 56.10 và 14.2 đi Sài Gòn TV.com việc TV 57.2 VNA TV 57.3 việc phố TV 57.10 satellite Galaxy 19 lý Sài Gòn TV radio cá nhân đang theo dõi chương trình trực tiếp có thể share hay mời gọi bạn bè trên mạng xã hội cùng chia sẻ và theo dõi chương trình lễ tưởng niệm có thể sẽ được chiếu lại vào các giờ khác sau đó xin liên lạc với các đài liên hệ. Mọi chi tiết khác xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức hay vào trang mạng https flash qs 2020.org Trân trọng, Hải ngoại ngày 21 tháng 4 năm 2020, thay mặt ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Tánh, 347 481 8283 Giáo sư Phan Thông Hưng 616 929 9999 Luật sư Nguyễn Quốc Lân 714 891 1901 Bác sĩ Đỗ Văn Hội 407 234 3596 Ông Nguyễn Đình Toàn 610 914 2126 Ông Trần Long 408 515 2797